Xin chào mọi người nhá. Hôm nay nhà em lại tiếp tục có sản phẩm là ngải đen này các bác này. Ngải đen trên màn hình đây các bác nhá, xem này. Củ nó tím đen luôn, càng ngày nó càng già mà các bác xem. Đây các bác xem hình đây này. Gần như củ nào cũng vậy luôn này các bác xem này. Đây nhá. Em bẻ thử cho các bác xem. Đây các bác thấy chưa? Đấy, củ nào nó bây giờ mùa này nó cũng chắc củ mà nó tím đen luôn. Đây, ví dụ đây em bẻ cho các bác xem. Đây các bác xem này. Này. Củ nào như vậy nhá. Đấy. Tất nhiên thì cũng có hôm là vào cái nương mà nó chưa được già lắm thì nó vẫn có cái củ mà nó nhạt các bác ạ. Đấy. Hôm qua em mới trả lại 1-2 bao đấy. Vì không may nó vào cái nương mà nó chưa được như thế này. Còn hôm nay em lại lấy cái hàng này thì lại quá ok luôn các bác này. Đấy, cho nên ngày mai mà bác nào mà hay trong đêm hôm nay bác nào đăng ký luôn hoặc ngày mai, ngày kia thì toàn được cái hàng như này nha các bác nhá. Đấy, toàn được cái hàng như này luôn. Củ già chắc, thậm chí là nhìn bên ngoài nó còn sẫm màu luôn các bác ạ. Ngải đen thì các bác biết rồi, có rất nhiều công dụng khác nhau rồi. Đấy, điều trị ung bướu này, xương khớp này, dạ dày, trí nội trí ngoại này, rồi đặc biệt là cái mỡ máu nha các bác nhá. Mỡ máu cao, huyết áp cao á, dùng cái này điều trị rất là tốt luôn các bác ạ. Này. Và bệnh trí nội trí ngoại thì gần như là khỏi 100% luôn các bác nhá. Đường ruột này, viêm ruột này, đại tràng tá tràng này, viêm loét dạ dày này. Đấy, thì dùng cái này để điều trị thì quá ok các bác. Vì nó là kháng viêm trị thương mà, cái khả năng của nó là kháng viêm trị thương rất là tốt. Chính vì vậy mà người ngày xưa người ta đi lấy trầm hương ở trong cái nơi rừng sâu núi thẳm thì người ta thường mang theo cái củ này để phòng thân, để làm thuốc chữa bệnh nha các bác nha. Vì ngày xưa không có nhiều thuốc giống như bây giờ. Cho nên người ta mới có câu là lên non ngậm ngải tìm trầm, là người ta cái người phu trầm người ta ngậm cái củ này vào, nhai củ này, nuốt củ này thì nó giúp cho cơ thể nó ấm lên và nó chống lại được cái gọi là cái khí độc nó ngấm vào người ở những cái nơi mà rừng hoang núi thẳm này. Trời lạnh thì nó ngấm vào thì cả phòng được cảm lạnh các bác nhá. Cái này tính nóng mà. Rồi là nó kháng viêm trị thương khi mà đòn ngã tổn thương chảy máu rồi bị tụ máu ở bên trong người mình, thì cái này nó có tác dụng nó làm tan các cái cục máu đông đấy. Bạn liệu các bác lưu ý như vậy nên rất là tốt cái củ này, và ngày nay người ta dùng để điều trị ung bướu phối hợp với lại ngải chống độc nhá. Ngải chống độc cũng có nhá, nhưng mà video này không tiện nên em không quay cho các bác xem luôn thôi. Cái này kết hợp với ngải chống độc này điều trị rất nhiều bệnh khác nhau luôn. Rồi hôm nay thì có cả cái ngũ gia bì gà em làm khô cho khách này các bác này. Này, chọn những củ già đỏ làm nó được vậy nhau các nhá. Mà mới về một cái người dân ở trên rừng người ta đào về thì 1-2 hôm là mình phải làm ngay thì nó mới được màu, giữ được cái màu như vậy. Chứ nếu mình để cả tuần thì mình mới làm, mặc dù bẻ ra thì cái củ nó vẫn đỏ, củ tươi ấy. Nhưng mà lúc làm khô nó là không được như này đâu các bác nhá. Còn làm mà được cái màu được như thế này mà đỏ như này là khi mới về phải làm ngay. Đấy. Về 1-2 hôm là phải làm ngay chứ đừng để nó lâu quá. Thì hàng mới thì làm nó mới được màu sắc đẹp như vậy chứ không phải nhuộm đâu nhá các bác nhá. Củ ngũ gia bì gai này là nó là cái màu nó, nếu mà củ đỏ là củ già, còn củ nào mà trắng thì, ví dụ màu nó không thẫm lắm như thế này là nó chưa được già lắm này. Đấy, màu nó như này là chưa được già lắm. Đấy. Còn là nó già hơn nữa thì nó cứ như thế này. Đấy. Và cái củ này có màu đỏ cho nên là nó đi vào cái kinh, nó là tâm nha các bác nhé, tức là vào tim đấy. Cái này tốt cho tim mạch này. Đấy. Cái tác dụng đầu tiên của nó là dùng để chữa các bệnh lý liên quan đến bệnh tim mạch. Đấy. Bệnh mạch vành này, rồi mỡ máu cao này, nhồi máu cơ tim này, yếu tim, suy tim này. Thì người ta đều dùng cái ngũ gia bì gai này để điều trị nha các bác nha. Đấy, tác dụng rất là tốt cho tim mạch. Đấy là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai của ngũ gia bì gai này là nó giúp giải độc gan này, tốt cho gan này, chữa các bệnh lý liên quan đến gan như là men gan cao này, rồi là viêm gan vàng da này, rồi là xơ gan này, vân vân. Thậm chí là ung thư gan người ta cũng dùng cái này để mà điều trị đến bây giờ. Đấy, hỗ trợ điều trị ung thư gan này, cái này. Bác lưu ý cho em vậy. Ngũ gia bì gai rất là nhiều tác dụng, bổ gan thận, xương khớp. Chữa đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp luôn. Chính vì là nó bổ gan thận, nó tốt cho các bệnh lý về gan và thận như thế cho nên là nhiều người mới quảng cáo cái củ này là dùng để chữa yếu sinh lý nam nha các bác nha. Nó cũng có tác dụng đối với việc chữa yếu sinh lý nam ở cái chỗ đó là nó giúp mạnh gân cơ, mà đối với những trường hợp bị liệt dương, trường hợp bị liệt dương thôi thì dùng cái củ này là rất là tốt. Vị của nó thì vị nó hơi chát nhẹ nha các bác nha, vị hơi chát nhẹ. Nấu nước khô này để mà đun nước uống nha các bác nha. Còn tươi thì nó hơi khó uống đấy, nó hơi ngái. Ta nên lấy cái hàng khô này thôi. Cho nên là đông y người ta chỉ sử dụng cái củ này là làm khô ở cái dạng như này để mà đun nước uống hoặc ngâm rượu nhé các bác nhá. Đấy, ngâm khô như vậy luôn. Thì cái liều lượng thì mỗi lần chúng ta đun nước uống chúng ta cũng làm một nắm như này. Đấy, một nắm này các bác đun nước uống này. Đấy, một nắm vậy nhá. Đun 1,5 đến 2 lít nước tùy theo mức độ mình uống nhiều hay ít. Đấy, và uống thay nước trong ngày luôn. Đấy, uống thay nước chè. Đấy. Thì chúng ta dùng để điều trị các bệnh lý như trên em vừa mới nêu được bác. Rất là hiệu quả nhá. Người miền núi rất là ưa chuộng cái củ
ngũ gia vị gai này. Nó còn có nhiều cái tên gọi khác nhau mà trong một vài video đã giới thiệu rất là kỹ cho các bác rồi. Đó là nó còn gọi với cái tên là nhục thung dung nam, bởi vì nhìn cái củ của nó dài, nó hình dáng giống như củ nhục thung dung này. Và thậm chí có củ nó xòe ra cái bàn tay như năm ngón như thế này này, nhìn rất là kỳ lạ các bác ạ. Này. Cho nên người ta mới gọi là nhục thung dung nam để phân biệt với cái củ nhục thung dung bắc, và nó cũng có một vài công dụng về chữa yếu sinh lý nam, cho nên là nó mới được gọi là nhục thung dung nam là như thế nhá các bác nhá. Này. Tiếp nữa người ta còn gọi nó với cái tên nữa là cái củ hoài sơn đỏ, tức là củ mài đỏ đấy. Vì nhìn hình dáng của nó giống củ mài đào lên ấy, nhưng mà bên trong củ mài thì nó màu trắng, còn củ này thì nó lại có màu đỏ như này này. Đấy, thì cho nên người ta mới gọi là hoài sơn đỏ. Đấy là vị thuốc trong đông y hoài sơn. Đấy, tiếp nữa là người Thái người ta gọi nó với tên là bao má hay là báo má, tức là dịch ra là củ nâu chó. Đấy, má là chó mà tiếng Thái đấy, gọi là củ nâu chó. Tại sao gọi là củ nâu chó là bởi vì hình dáng nó cũng hơi giống cái màu sắc, hơi giống màu củ nâu này, nhưng mà nó dài nhá các bác nhá, nó dài, nó kéo dài ra giống như cái cổ tay của chúng ta ấy. Chứ còn cái củ nâu thường thì nó không có gai đâu, cái này là có gai này. Đấy, nó có gai nhá. Thân của nó, dây lá của nó có gai. Lá của nó là có 5 phiến xòe ra như này, cho nên gọi là ngũ gia bì, lá ngũ là 5 đấy. Rồi là cái thân củ của nó là có gai, gai lởm chởm như là cái rễ tre các bác ạ. Cho nên người ta mới gọi là bì gai nâu hay là ngũ gia bì gai. Đấy, củ nâu chó, bao má vân vân thì đều là một loại này cả thôi. Đấy, người miền Thái, người Thái ở trên miền núi ấy, trên Hòa Bình đây rồi là ở Thanh Hóa người ta đều đun nước để mà uống cái củ này, rất là tốt cho gan các bác, đào thải cái độc tố trong cơ thể mình, giải độc gan rất là mạnh các bác nhá. Thì hai cái vị này thì người ta không kết hợp chung với nhau đâu, hai vị này là hoàn toàn khác biệt nhá các bác nhá, không dùng để điều trị chung. Mà cái bì gai nâu này người ta hay dùng riêng độc vị nó thôi. Người miền núi thường hay đun nước sau bắt đầu đổ, cho vào đổ vào trong cái chai nhựa rồi cho vào cái ngăn mát tủ lạnh này, lấy ra uống hàng ngày, hoặc là người ta đi leo đồi người ta mang theo để người ta uống đấy, trong ngày. Và cái hàng mà bì gai nâu này, cái ngũ gia bì gai này, nhục thung dung nam này, hoài sơn đỏ này, em đang bán cái giá khô này là 150.000 một kg các bác nhá. 150.000 một kg, xịt rửa sạch sẽ rồi bắt đầu mới phơi sấy khô như thế này. Hàng thơm sạch sẽ, các bác về chỉ việc sử dụng thôi, ngâm rượu hoặc nấu nước uống đều được nhá. Còn cái bên này là cái củ ngải đen này thì em đang bán cái giá là 115.000 một kg, nó lại tăng thêm 5.000 nữa rồi các bác ạ. Đấy, bán lẻ là 115.000. Đấy, nhưng mà các bác mà mua từ 3-4 kg, 5 kg thì em để cho giá 110.000. Này. Nó tăng rồi, bên Lào là do người Việt mình sang mua là bây giờ là cạnh tranh với người Trung Quốc, người Trung Quốc người ta mua rất là nhiều. Người Trung Quốc người ta cũng không cần phải đen như thế này các bác này. Người Trung Quốc ấy, những cái củ mà nhạt màu thôi, cái nương mà nhạt màu họ mua sạch. Chính vì vậy mà người Việt mình sang là khó cạnh tranh với họ, bắt buộc phải nâng giá lên một chút thì dân người ta mới để lại cho dân người Lào ấy. Bên Lào cũng chủ yếu dân người Thái thôi các bác, họ để lại cho cái củ ngải đen này. Nếu mà cái nương nào mà củ già hơn thì giá phải cao hơn. Nên bắt buộc là người đi mua chúng em là phải nâng giá lên một chút thì họ mới để lại cho mình. Chứ còn Trung Quốc người ta mua hàng xe ô tô các bác ạ. Mua hàng xe ô tô luôn, mình không cạnh tranh được với họ đâu. Củ non, củ già họ lấy sạch, họ mang về nước họ hết. Cái củ này này. Cái củ ngải đen ấy, nó rất là tốt cho cái việc điều trị bệnh. Giá trị thì nhiều cái điểm là tương đồng với tam thất bắc này, giá trị chữa bệnh ấy, tam đồng với tam thất bắc. Đấy. Mà nhiều cái mặt thì lại hơn tam thất bắc về cái điều trị bệnh. Nhưng giá lại rẻ tam thất bắc rất là nhiều lần. Đấy, chính vì vậy mà nó đang được người Trung Quốc thu mua rất là nhiều. Đấy. Và mình mà mang về trồng ở bên mình thì cũng được thôi, nhưng mà cái chất lượng củ thì nó không bằng ở bên Lào được các bác ạ. Và củ nó không to được bằng cái này đâu. Em trồng thử ở nhà không chăm bón gì cả, củ nó bé lắm. Và nó cũng vẫn tím như thế này thôi. Để càng lâu thì nó càng tím đen nha các bác nhá. Đấy, mình trồng để càng lâu. Đấy. Để càng lâu ở trên nương thì nó càng tím đen, và đến cái mùa này nó mới được cái này này. Chứ đến cái mùa mà tháng 5, tháng 7, tầm từ tháng 7, tháng 8 mới đúng. Mùa mưa nhiều. Tháng 7, tháng 8 cho đến tháng 9. Các bác có tìm cũng không tìm ra được cái củ nào đen như này đâu. Rất hiếm. Chỗ nào đất cao khô thì mới có, chứ còn chỗ nào mà mưa nhiều thì không bao giờ có củ nào nó tím đen như thế này luôn. Đấy, nó đen như vậy đâu, mà nó chỉ là tím thôi. Và đến cái mùa đấy không có hàng thì các bác cũng phải lấy để dùng để điều trị bệnh thôi. Và tác dụng thì cái mùa này là tốt nhất các bác nhé, tranh thủ mua cái mùa này mà làm khô đi các bác ạ. Đấy. Bác nào mua về mang về xịt rửa sạch sẽ rồi thái lát hơi khô thì nghiền bột mà để dùng dần các bác, hoặc là để phơi miếng phơi khô như vậy, lúc nào cần thiết thì nghiền, nó để được lâu hơn. Và vừa rồi em đã chia sẻ với các bác về hai cái vị thuốc của ngày hôm nay của kênh Thảo Dược của nhà em. Thì là có hai cái vị cơ bản ở đây là ngải đen và cái ngũ gia bì gai. Thì bác nào nếu có nhu cầu thì liên hệ với em theo cái số điện thoại là 038 898 4410.
và đó cũng là số Zalo của em luôn. Xin chào và hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo.